Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong thủy Zakat, được sự tư vấn tận tình của thầy Zakat cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 9 âm lịch. Như quý vị đã biết, khỉ là con vật thông minh khôn khéo nhất trong 12 con giáp, bởi vậy mà những người Mậu Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Mậu Thân còn luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên về vận trình tháng 9 âm lịch, những người tuổi Mậu Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho các con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống, bạn cũng phải lưu ý, ứng xử hài hòa để tránh mâu thuẫn, xung đột không đáng có, làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Mậu Thân ngay bây giờ nhé! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Mậu Thân 1968 có mệnh đại dịch thổ, tính tình lạc quan, vui vẻ, phóng khoáng và thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em bạn bè trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định. Nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh, nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Còn những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, huyền trí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Trong tháng này, những gia chủ Mậu Thân sẽ cần cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo con đường quan vận, càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh gây xung đột, mâu thuẫn, gây ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ Mậu Thân cần chú ý, tuổi này của bạn tiền tài hay danh vọng không còn là mối quan tâm hàng đầu nữa, hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp canh Dương Kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ Mậu Thân nếu có cơ hội thì nên chủ động, chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, người Mậu Thân sẽ có những bước đột phá trong công việc, họ nhận được sự giúp đỡ từ người khác, nhận được kết quả vượt xa tới kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bạn hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Một số người may mắn nhận được sự trợ giúp của quý nhân nên công việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Người tuổi Mậu Thân luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói là tôi không thể, để thoái thác trách nhiệm thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào công giúp sức của mọi người. Hãy có những cách cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Zakat khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Zakat trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Mậu Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tiền bạc và tài lộc. Xem tử vi tháng Canh Tuất, đường tài lộc của bản mệnh bằng phẳng. Nếu vẫn còn đang đi làm, bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân, cấp trên hoặc đối tác tôn trọng, nhận được cơ hội thăng chức, tăng lương, tăng cường hợp tác. Với những người đã kỳ nghỉ hưu, bạn duy trì được mức sống ổn định, thậm chí có người có tiền dư giả để tiết kiệm. Con cháu hiếu thảo, quan tâm cũng giúp bạn có cuộc sống chất lượng cao hơn. Người đầu tư vào lĩnh vực nhà đất cũng thu lại được một khoản lời lãi khả quan. Bạn mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn có thêm nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về sức khỏe. Trong tháng này, người tuổi Mậu Thân cần chú ý về sức khỏe của mình do làm việc trong một thời gian dài trước máy tính đã làm giảm một phần thị giác. Bạn cũng sẽ cảm thấy có một số cơn đau đầu nhẹ, nguyên nhân cũng chính việc này mà ra. Bạn cần có chế độ ăn uống hợp lý và giảm thời gian làm việc ngoài giờ để bệnh tật ít có cơ hội. Đối với gia chủ Mậu Thân sinh năm 1968, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Các gia chủ Mậu Thân hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Theo phong thủy Gia Cát, tháng này đường nhân duyên của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 phát triển tốt đẹp. Bạn thường nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người xung quanh nếu gặp phải vấn đề trong cuộc sống. Đa số mọi người thường duy trì được cuộc sống gia đình yên ấm. Tất nhiên đôi khi cũng có sự cố nhỏ có thể phát sinh, nhưng các thành viên trong nhà luôn lựa chọn tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió. Với một số người đang độc thân, bạn có thể mở rộng lòng mình để đón nhận sự quan tâm của người khác. Đôi bên có thể không cần đến tình yêu mà chỉ cần đến sự quan tâm, trân trọng của nhau là được. Bên cạnh đó, bạn cũng xây dựng được mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hòa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tử Thìn. Đối với những người tuổi Mậu Thân trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 9, tức ngày 4 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Mậu Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Thân trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 9, tức ngày 7 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 9, tức ngày 19 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú lăng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có thêm những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.